tầm tháng 3 từ đầu năm đầu 2029 rồi đấy. Bây giờ là cũng là tháng 12 rồi, như vậy là sắp đến báo cáo thông tin mới rồi cơ. Vậy là tình hình di dời chắc là có khi giờ này xong rồi. Rồi. Bình thường thì chúng ta thấy ở đây toàn là chi công thức là chính, nhưng lần này thì lại có ý định dùng mở rộng và di dời. Và chúng ta sẽ đi sau, nghe được thông tin như thế đó. Rủi ro tỷ giá đó, một trong điểm lớn nhất của ngành hóa chất là cung ứng nguyên liệu đầu vào còn yếu. Do vậy phần lớn nguyên liệu đầu vào của hóa chất đều phải nhập khẩu này nữa. À, rồi thì sao? Như vậy là nguyên liệu đầu vào nhập khẩu là chính. À, đúng không? Cho nên là có ảnh hưởng tỷ giá. Như vậy thông qua chuyện có ảnh hưởng từ tỷ giá nhé. Như vậy thông qua cái chuyện này là chúng ta nhìn thấy một điểm nữa. Ủy ban giám sát tài chính quốc gia cho rằng áp lực không có lý do. Đến giờ này thì tỷ giá vẫn ok. Công ty nhập khẩu toàn bộ lưu huỳnh BACL2 đúng không? H2O và muối công nghiệp để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là những nguyên liệu quan trọng để sản xuất ra sút, clo, axit sulfuric. À, sản phẩm chính của công ty. Rồi, như vậy là ông em đánh như đây. Thử như thế này. H2O. Rồi. Đúng không? Đầu vào. À, họ nói luôn sản phẩm chính rồi, thế ghi nhận lại ý kiến như thế đúng không? Như vậy là chúng ta nhìn thấy một chất này rồi. Cái chất này ra làm gì? Để đối phó với những công ty dự trữ nguyên liệu ít nhất 3 tháng và lưu trữ tại các nhà máy đủ chứng rồi. Họ dự trữ nguyên liệu khoảng ít nhất 3 tháng. Wow, để đối phó những rủi ro dự trữ ít nhất 3 tháng. Để dự trữ nguyên liệu nhá, quyền. Từ từ chút nhá, mình sẽ kiểm tra lại hai cái vụ này nhá. Đầu tiên là axit sulfuric trước nhá, xem nó là cái gì, dùng làm gì chứ quên, không phải là cái gì quên. Rồi giới thiệu tính nhân mòn đến bên kia. Đây, sản xuất phân bón nhá. Ok, như vậy là chúng ta rồi lọc dầu. Ứng chính của bao gồm là phân bón này, lọc dầu này, xử lý thải này, tổng hợp hóa chất này. Rồi như vậy là chính nhất là phổ biến nhất là sản xuất phân bón, trong đó thì có cả lọc dầu, xử lý nước thải. À, nước thải tức là vấn đề môi trường. Rồi như vậy là tạm thời là mình ghi đây nhé. Chất đầu đầu kìa đúng không? Axit sulfuric đúng không? Rồi đây là cái ghi nhận được trên Wiki đúng không? Wikipedia, mặc dù thì ông này tương đối rồi. Đúng không? Dưới này xem còn cái gì không? Rất nhiều đúng không? Phân bón này, thuốc trừ sâu này, chất tẩy rửa này, tơ sợi hóa học này, chất dẻo này, sơn màu này, đó là cũng là kinh, đúng không? Rồi ghi đây cho nó đầy đủ, đúng không? Thế thì nhân dịp thế thì nốt thằng thứ hai đúng không? Phước lo mà là cái quái gì? Sút clo đúng không? Hy vọng là chúng ta rồi bấm luôn hai ông cho nó xem như là wiki trước đi, xem cho nó trình bày họ cho nó khoa học hơn.
Rồi cái này gọi là sub clause. Nào hát nhưng mà cũng không phải sub clause. À, quan trọng nhất là ứng dụng. Làm cái quái gì? Toàn giải thích về vật lý thôi. À đây rồi. Sản xuất xà phòng này, chất tẩy này, bột giặt này, tơ nhân tạo này, giấy này, làm sạch nhôm này, chế biến dầu mỏ và các ngành công nghiệp khác. Xem bên này người ta nói như nào. Thôi bỏ qua vấn đề vật lý. Đấy. Ui giờ không có cái vật lý thôi đúng không? Bạn này không ở phía mình rồi. Ứng dụng nó trong đời sống của công nghiệp nó được dùng để sút clo là như thế đúng không? Rồi chắc là đúng đúng không, về chữ nào á có thể là đấy là cọp luôn này. Rồi như vậy là chúng ta biết là cái sản phẩm đầu ra của bên CSV đúng không, là liên quan đến những cái bộ môn này đúng không, nhìn chung là khá cơ bản. Phân bón là cơ bản rồi đúng không, chất tẩy rửa tổng hợp đấy đúng không, nhà làm gì không sử dụng xà phòng với bột giặt, rất cơ bản. Như vậy là chúng ta có thể thấy là cái sản phẩm của công ty là cực kỳ cơ bản rồi, và gọi là đây gọi là bám theo nền kinh tế không phải đơn giản. Và chúng ta cũng biết là CSV đúng không, hình như là con tuần hóa chất thì phải, tên nó đang ngon nghe ra cái đấy rồi. Đúng rồi, nhưng mà như vậy là chắc là trong thành viên của tập đoàn chắc còn rất nhiều thằng khác, những thằng khác thì có khi lại là khách hàng của ông này. Rồi vậy là mình ngắt đi đi nha, đúng rồi, anh em nào nghiên cứu thì nghiên cứu thêm. Rồi dự trữ 3 tháng là ok rồi, cũng đẹp dài. Rồi rủi ro công nghệ xuất thì chúng mình mang. Rồi tương đối rồi, rủi ro năng lượng giá điện. Rồi như vậy là có một cái rủi ro nữa, ở đây là gọi là rủi ro tỷ giá đúng không, vì tất cả cái này đi nhập đầu vào của cái này là đi nhập hết. Còn đây thì có cả rủi ro là rủi ro về giá điện đúng không? Có khi nhanh quá. Rồi, phần lớn công nghệ sử dụng nó trong trong cái PLA luôn, cũng nhìn thấy cái đấy. Rồi, chúng ta sẽ có một cái ý niệm là giá điện tăng như nào, đúng không? Giá điện chiếm bằng giá vốn. Chúng ta sau này nếu mà chọn đọc được câu này nữa thì tốt. Tuy nhiên là giá điện thì một hàng năm chỉ tăng khoảng 5 đến 8% thôi. Năm nay thì tăng 8% rồi. Rồi, điều chỉnh giá cái này bình thường. Tiêu thụ năng lượng. Rủi ro tiêu thụ. Đúng rồi, chính xác rồi đúng không? Đúng như có kiểm tra. À, thực phẩm này, phân bón này, giặt tẩy này, xử lý nước này đúng không? Như ông mở công ty ở khu nghiệp, nhà máy thì ông sẽ xả nước ra môi trường, nhưng mà trước khi xả ra thì theo quy định chuẩn thì ông phải xử lý nước trước khi ông xả ra, nên là đương nhiên là phải mua hóa chất đúng không, phải gặp CV thôi. Trung Quốc hẹn đúng chính xác, Trung Quốc, Trung Quốc trong ngành giấy may mặc. À ngành giấy và may mặc đúng không, là sử dụng hóa chất. Rồi thì vì nhuộm mà
giấy và may mặc. Nếu không thì xử lý môi trường như bình thường cũng ok, hoặc là giặt tẩy. Giặt tẩy thì chắc là đối thủ là giặt tẩy thì trong khi là công ty cùng cùng tập đoàn. Rồi tự sản xuất cơ, kinh nhỉ. Cạnh tranh cùng với xu hướng khép kín chuỗi giá trị ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm công ty để giữ. Rồi. Nói chung là tùy cái đúng không? Tùy công ty. Rủi ro mở rộng quy mô sản xuất, rồi chúng ta xem còn những cái gì không. Đặc thù của ngành sản xuất kinh doanh sản phẩm hóa chất cơ bản có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nên các địa phương hầu như hoàn toàn không chấp nhận cấp giấy phép đầu tư mở rộng và đầu tư mới. Trong giai đoạn này công ty đang tiến hành di rời 3 nhà máy tại khu công nghiệp Biên Hòa 1. Nên việc tìm kiếm các đơn vị trí hợp lý để di rời là điều hết sức khó khăn. Tuy 2018 công ty cũng ký kết được hợp đồng thuê đất tại khu công nghiệp Nhân Trạch 6 là địa điểm di rời. Đúng không? Như vậy là công ty đang di rời nhà máy. Di rời nhà máy từ cái gì đây, khu công nghiệp Biên Hòa 1 này, khu công nghiệp Biên Hòa 1 ra 3 nhà máy, rồi ra khu nghiệp Nhân Trạch 6. Wow, như vậy là cũng trong tỉnh ấy thôi. Biên Hòa thì bây giờ chắc là phát triển rồi nên là không để thế máy được. Rủi ro môi trường. Do lượng khí thải ra môi trường và những điều chỉnh hợp lý, kịp thời hợp lý. Nhà máy hóa chất Biên Hòa và nhà máy hóa chất Tân Bình 2. Do môi trường. Công ty đưa ra cái dự án mua sắm hệ thống. Rồi, nói chung là có ảnh hưởng. Có rủi ro môi trường. Hoạt động trong 2018 đây. Công ty sẽ phải thực hiện trong 28-2020, tức là chính giai đoạn này là công ty sẽ phải di rời 3 nhà máy là Biên Hòa 1 này, tại khu nghiệp Biên Hòa 1 sang Biên Hòa 6, gồm có tại tỉnh Đồng Nai gồm có nhà máy hóa chất Biên Hòa này, Tân Bình 2 này, Đồng Nai, rồi di rời hết vào tên nhà máy thôi, hóa ra là không phải là trong khu tên nhà máy như đều ở khu Biên Hòa 1 thì sẽ nhảy hết sang bên Nhân Trạch 6. Rồi như vậy là lớn đấy đúng không? Không biết là đã xong chưa đúng không? Lúc đấy thì xem trên báo cáo thường niên thì có thấy là báo cáo tài chính quý 3 là có thấy có một cái chi phí trả trước rất lớn, khả năng đấy chính là tiền thuê đất đúng không? Cắt lại cái nhìn cho nó rồi để chút nhận. Rồi, năm ngoái thì hoạt động kinh doanh xem như nào, doanh thu như thế này. Rồi, năm ngoái tuyệt vời, có khi năm ngoái đỉnh cao luôn. Năm nay thì bắt đầu đuối đuối chút rồi. Nhiều cái giá này lao dốc kinh quá đúng không? Cho nên là các em, cho nên rất nhiều anh em đã hỏi về việc là định giá con này có ok không? Năm ngoái thì doanh thu tăng, đúng không? 83 chúng chủ yếu là do tăng giá bán, do áp lực, tăng giá nguyên vật liệu cụ thể, sản phẩm sút. 2018 thì sản lượng sút quy hết về 100 đơn ngoài nó nào hết rồi. Tương đương với 27 nhưng do giá bán bình quân tăng 25 làm cho kết quả doanh sút đạt 300 và tăng 25 đúng không? Như vậy là giá bán. Giá đầu vào tăng nên buộc cái giá tăng giá đầu ra. Axit sulfuric tăng 6.500 tấn. Theo đó thì doanh thu từ axit đạt là 127 tỷ và tăng 13%. Còn cái sút là 369. Như vậy là doanh thu của ông ý trong 2018 là 1.500.000 thì có 306 từ sút, 127 từ axit sulfuric, axit clo là 100, chlorhydric là 106 tỷ, giá HCl giảm 4% và sản lượng giảm 3% nên doanh thu là giảm 16%. Sản phẩm khác 98.000 tấn tương 300 và tăng 800, 308 này, 100 là 400 này, 400 với kia là 500 600 mà. Đây là những sản phẩm chính thôi, như vậy còn rất nhiều sản phẩm khác. Như vậy sút và axit hydroxylic là lớn nhất.
lợi nhuận gộp do cái giá nguyên liệu tăng, trong khi giá bán ra tương đương với bên lợi nhuận gộp tăng nhẹ 1,8. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính thì tăng năm, chủ yếu đến từ lãi suất tiền gửi tăng 500 so với rồi đúng không, gửi tiền nhiều hơn. Nơi khác à, thu nhập từ bồi thường giải bằng tại chi nhánh Tân Bình và thu nhập từ thanh lý giải cố định. Rồi gọi là đây chúng ta có một cái nhìn về về hoạt động công ty đúng không, chắc là mình copy ra luôn đi đúng không, đọc là như thế. Hoạt động kinh doanh 2018 đúng không, nhỏ nhỏ lại chút. Rồi rồi đọc là cũng cho nó lên cho dễ nhìn, nó hơi to đúng không? Em bé lại chút nhá. Rồi chắc hôm nay mình cứ dừng ở đây nhá, đến cái phần hoạt động kinh doanh công ty nhá, buổi sau thì giả tiếp nhá. Nói chung là buổi đầu thì cũng thấy cũng ok đúng không? Vấn đề gì? Vấn đề nhấn mạnh nhất đây là công ty đang có triệu chứng là di dời nhà máy đúng không? Và hoạt động kinh doanh của công ty sau khi di dời nhà máy từ năm sau nữa nó sẽ như nào đúng không? Thế còn hệ số định giá các thứ thì ok rồi. Rồi hôm nay sẽ dừng đây nhá.